kỹ thuật tim tĩnh mạch. Nhận y lệnh. Xuống phòng, kiểm tra số phòng, số giường, đối chiếu đúng bệnh nhân, báo và giải thích bệnh nhân lần một. Rửa tay, soạn dụng cụ. Hộp chống sốc, hộp gòn khô, gòn cồn iốt một phần ngàn, bình kềm, phiếu tiêm thuốc, dây garo, kim pha, tấm vải láng, bơm tim, kiểm tra vỏ bao còn nguyên vẹn hay không, hạn sử dụng. Thuốc tiêm, kiểm tra tên thuốc, hàm lượng, hạn sử dụng, đường tiêm và chất lượng thuốc. Nước cất pha tiêm. Găng tay. Chai sát khuẩn tay nhanh. Thùng rác sinh hoạt, rác y tế, thùng đựng vật sắc nhọn. Thùng hủy tim. Mang mâm dụng cụ tới giường bệnh nhân. Sau đó, kiểm tra số phòng, số giường, đối chiếu, báo và giải thích lại lần hai. Đọc nhãn thuốc, kiểm tra tên thuốc, hàm lượng, hạn sử dụng, đường tiêm và chất lượng thuốc. Mở nắp lọ thuốc, dùng gòn cồn iốt 1 phần ngàn sát khuẩn đầu lọ thuốc. Dùng gòn cồn iốt 1 phần ngàn sát khuẩn đầu ống nước cất. Dùng gòn khô bẻ ống nước cất. Lấy bơm tim ra.
rồi thông nồng. Xé bao kim pha đúng cách. Lắp kim pha vào bơm tim. Bảo quản kim tiêm. Rút nước cất. Tay thuận cầm bơm tim, tay không thuận kẹp ống thuốc bằng hai ngón. Lưu ý không cho tay chạm vào kim. Rút hết nước cất. Đọc nhãn thuốc trước khi bơm nước cất vào lọ thuốc. Bơm hết nước cất vào lọ thuốc. Lưu ý, bơm vào bao nhiêu ml nước cất thì lấy ra bấy nhiêu ml khí để cân bằng áp lực trong lọ thuốc. Rút bơm tim ra. Rút bơm tim ra, rồi lắc đều lọ thuốc. Bơm vào lượng khí tương ứng với lượng thuốc rút ra. Lưu ý, tay không chạm vào kim. Rút hết thuốc. Đọc nhãn thuốc. Thay kim pha bằng kim tiêm.
Đuổi khí đúng cách, lưu ý tránh mất thuốc. Chuẩn bị tư thế bệnh nhân, bộc lộ vị trí tim. Lót tấm vải láng phía dưới. Chọn tĩnh mạch to, rõ, thẳng, ít di động. Rửa tay lại bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh, mang găng tay. Sau đó thắt dây garo cách vị trí tim 7 đến 10 cm. Cho bệnh nhân nắm tay lại chặt. Sát khuẩn da bằng gòn cồn iốt 1/1000. Sát khuẩn theo hình xoắn ốc, rộng ra xung quanh 5 cm. Sát khuẩn cho đến khi sạch. Kiểm tra bóng khí lần cuối. Kiểm tra bóng khí lần cuối, mở nắp kim, ngón cái tay không thuận, miết căng da dưới tĩnh mạch, tay thuận đâm kim một góc 15 đến 30 độ qua khỏi mạch vắt kim, sau đó hạ kim song song da, luồn kim vào 2/3 hoặc 1/2, rút nòng, kiểm tra có máu là đúng. Sau đó, mở dây garo và dặn bệnh nhân buông tay ra. Bơm thuốc vào từ từ, đồng thời quan sát nét mặt bệnh nhân. Bơm hết thuốc, dùng gòn khô, ấn nhanh vào vị trí. Và rút nhanh kim ra. Thu dọn dụng cụ,
trả bệnh nhân về tư thế tiện nghi. Tháo găng tay và báo bệnh nhân biết đã tiêm xong.